Ok anh em, ở cái video này ấy, thì mình sẽ có một câu hỏi cho anh em là anh em đã từng nghĩ đến cái việc là mình sẽ dùng hai màn hình chưa? Tự dưng dùng hai màn làm quái gì? Ông cứ thầy thuốc vớ vẩn, lua gà à? Chắc là chưa đúng không? Ok, xem hết video rồi nói sau nhé. Và tất nhiên rồi, thì trở lại cái câu chuyện muôn thuở của cái series Sướng Không, thì bây giờ tôi đang có ở trên tay đó chính là hai cái chiếc màn hình. Đến từ Acer là đó chính là cái dòng MB 169B Plus và đây là dòng là MB 16AP. Hai cái dòng này ấy, thì nó đều là cái dòng màn hình di động của Acer. Nhưng nó khác nhau như thế nào? Và cái điểm khác nhau chính ấy là để cho tôi lựa chọn cái chiếc mà MB 16AP vì tôi là một người mà đi ra ngoài di động. Đấy, thì hai cái mẫu này, đấy, cái mẫu MB 169B Plus này ấy, thì là nó sẽ không có pin, không có pin các bạn ạ. Tức là khi mà nó sử dụng ấy thì nó sẽ cần cấp cùng lúc cả tín hiệu màn hình lẫn cấp cả điện nữa. Còn cái dòng là MB16AP này ấy, thì là nó đã có tích hợp sẵn pin rồi. Pin nếu mà tôi nhớ không lầm thì rơi vào khoảng 7.000 mAh thì sẽ cho cái thời lượng sử dụng thực tế là khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đó, 4 tiếng đồng hồ như thế là coi như là được một nửa ngày rồi, sau sau khi chúng ta dùng chúng ta nghỉ trưa đúng không? Hoặc là chúng ta nghỉ thì rồi chúng ta lại sạc tiếp và nó có sạc nhanh Qualcomm 3 nữa thì nó sẽ đủ cái lượng pin để chúng ta làm việc tiếp theo. Đó, ok, chúng ta sẽ bỏ qua cái chúng ta để đặt tạm cái dòng MB169B Plus này sang. Đấy thì tôi sẽ tập trung vào cái dòng MB16AP này vì nó chỉ khác nhau mỗi cái tính năng pin thôi nhá. Tập trung vào cái tính năng chính ý, cái sướng đầu tiên khi mà chúng ta có cái màn hình di động ấy thì đó chính là việc là chúng ta được mở rộng cái không gian làm việc. Oh my God! Thay vì các bạn sẽ chỉ sử dụng được một màn hình thôi thì bây giờ chúng ta có tận hai màn hình mọi lúc mọi nơi. Như các bạn đang nhìn thấy ấy, thì cái dòng màn hình di động của Acer này ấy, nó không có chân các bạn ạ. Cái chân của nó chính là cái cách ra đi kèm luôn. Thì cái này nó sẽ có một cái lợi ích là chúng ta không cần mang vác nặng, chúng ta không cần setup chân phức tạp mà chúng ta chỉ cần đặt cái chiếc cách ra lên rồi dựng nó lên là xong. Như các bạn đang nhìn thấy là bên cạnh mình thì đó chính là cái chiếc laptop mà HP Spectre 13 inch. Và đây là chiếc màn hình Acer MB169AP 15,6 inch thì cái kích thước của nó cũng không chênh lệch nhau nhiều. Đấy, các bạn có thể đặt hai cái vào cùng chung một cái ba lô và chúng ta mang đi làm, đi học, đi chơi. Đấy, vô cùng là thoải mái. Đấy, thêm nữa là cái dòng MB16AP này ấy, thì là nó sẽ có độ phân giải là Full HD, sử dụng tấm nền IPS. Đó, với cái độ sáng hơn 200 nit. Đó, như thế đã là rất là đủ để cho các bạn sử dụng trong cái đời sống hàng ngày rồi. Cái sướng thứ hai ấy, mà khi mà các bạn dùng cái dòng MB16AP này ấy, thì đó chính là nó có tích hợp sẵn pin. Đấy, cho nên là nó có thể hoạt động độc lập cho cả những cái thiết bị ví dụ như là máy tính bảng, điện thoại mà không cần nhất thiết phải là laptop. Còn đây nếu mà các bạn đã cắm vào laptop thì ok rồi. Các bạn không cần phải kết nối phức tạp đâu, chúng ta chỉ cần duy nhất là một cái cáp USB Type-C như thế này thôi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và cái này thì nó lại còn có tích hợp pin. Đấy, pin ở đây như lúc nãy mình đã nói là pin khoảng hình như là hơn 7.000 khoảng 7.000 mAh với thời lượng sử dụng lên tới 4 tiếng đồng hồ. Như thế là sẽ rất là tiện khi mà các bạn đi ra ngoài. Và cái điểm cuối cùng mà mình thấy hay đó chính là cái việc mà cái chiếc màn hình Acer MB16AP này ấy, thì nó có thể tùy chỉnh được rất nhiều. Chúng ta sẽ tùy chỉnh được 3 phần. Phần đầu tiên đó chính là tùy chỉnh màu sắc. Đó thì chúng ta sẽ tùy chỉnh xanh đỏ tím vàng đủ màu tùy theo cái nhu cầu bằng cái tùy chỉnh là Acer Splendid. Đó, tiếp theo ấy thì nếu mà các bạn có làm việc nhiều với văn phòng với các cái công cụ về tech thì chúng ta sẽ có chế độ lọc ánh sáng xanh, giảm ánh sáng xanh với nhiều mức độ khác nhau. Và cuối cùng ấy thì là chúng ta có chế độ xoay dọc thì cái này sẽ rất tiện cho các bạn nào muốn setup cái màn hình xoay dọc. Và ở cái chế độ xoay dọc ấy thì là chúng ta sẽ sử dụng được cái chiếc bút có tên là Acer
Zen Screen. Lúc đầu mình tưởng cái chiếc bút này nó là cái gì, chứ hóa ra nó chỉ là một cái bút bình thường thôi anh em ạ. Vâng, cái bút này là bút bi bình thường nhá, đừng có dùng để chọc chiếc lung tung. Và cái bút này ấy, thì nó sẽ dùng để cố định khi mà chúng ta dựng màn hình mà không cần mang cái cách ra, hoặc là chúng ta dựng dọc thì chúng ta sẽ cắm cái bút này vào và ở mặt sau ấy, chúng ta cắm vào và để dựng cái màn hình này lên. Nhớ nhá. Thôi các bạn thì thích thì giữ, còn không thì chúng ta có thể cất đi, vì cái chiếc bút này nó rất là đẹp, rất là dễ bị mất. Chúng ta có thể thay thế bằng bất kỳ một cái que nào đó để chọc vào, mà miễn là nó đủ cứng để bảo vệ cho cái màn hình của chúng ta là ok rồi. Đó là những cái ưu điểm. Thế còn những cái mà nhược điểm mà mình trong cái thời gian mình sử dụng khoảng mấy tuần trở lại đây ấy, thì mình có gặp một số cái vấn đề như thế này. Đầu tiên ấy, thì đó chính là về độ phân giải. Đó. Mình thì đang sử dụng một cái chiếc laptop thì có độ phân giải là 2K, thì khi mà cắm qua cái chiếc Asus MB16AP này, mình không biết là do phần mềm hay là do cái gì đấy, thì là với những cái chiếc laptop độ phân giải cao Full HD ấy, thì cảm giác nó nhận tín hiệu nó đồng bộ tín hiệu hơi lâu. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai này, đó anh em nhìn này, đó tôi sẽ xoay này. Đó, anh em nhìn thấy không? Nó bóng vãi cả đái luôn anh em ạ. Cái màn hình này thì nếu mà anh em làm việc ở trong nhà, ở trong văn phòng, nơi những cái điều kiện ánh sáng nó phù hợp ấy thì ok, chứ còn nếu mà anh em mang ra ngoài trời vào những cái điều kiện ánh sáng phức tạp thì nó sẽ rất là lóa. Và thêm nữa nhá, là anh em chú ý là cái mặt màn hình này nó sẽ rất là bám vân tay này, nó không có cảm ứng nhưng mà nó cực kỳ bám vân tay. Và thực ra thì nó không có ảnh hưởng gì cả, chỉ là một cái việc là nó ảnh hưởng đến cái nó sẽ xấu thôi, nó cái mỹ quan nó không được đẹp thôi. Đó, cho nên anh em chú ý. Đấy, chứ còn với việc là cái viền màn hình nó rất là mỏng đi kèm với cái cách ra cực kỳ đẹp như thế này ấy, thì nó rất là tiện lợi để cho anh em setup mọi lúc mọi nơi. Đấy, thì đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mua, đúng không anh em? Đó, trên cái cách ra này nó có luôn cả cái chữ là Acer Collection này. Đó, anh em nghĩ sao về cái chiếc màn hình này? Nó có tiện, nó có đẹp không? Và các anh em thì có nên mua nó không? Đấy, nhưng theo mình ấy, thì là chắc chắn là chúng ta nên mua nếu chúng ta có nhu cầu sử dụng hai màn hình nhá. Anh em mà cảm thấy như thế nào ấy thì hãy comment xuống bên dưới để cùng chia sẻ ý kiến và cùng Mạng Studio nhé. Và nhớ ấy, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho Mạng Studio ra video mới nhé. Cảm ơn anh em và xin chào tạm biệt.